Vâng, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Hàng Nhật các bác nhé. Video này hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một em Victor này. Victor này là model của nó là GCX9 các bác nhé. Có line in này. Đẹp như mới luôn các bác nhé. Đấy. Như mới luôn. Đấy, đủ nút, đủ anten này. Con này thì đặc biệt là có cả khiển các bác nhé. Đây, khiển của nó đây. Như mới luôn. Đấy. Em sẽ test cho các bác thôi, test quà cho các bác thôi. Đây, bật này. Đây, đây là radio các bác nhá. Tăng giảm âm lượng này. Các bác nhìn thấy cái này con xoay luôn theo này. Radio giải tần 108 nhá, bắt cực kỳ nét các bác nhá. Đây, có hyper pass sound này các bác này. Đấy, radio thì sống rồi nhá. Em thử cho các bác cả sang sang bên cassette này, cassette chạy này. Đấy, cassette cửa bên này chạy luôn rồi con này. Đấy, tăng giảm âm lượng nhá. Đấy, xong các bác stop luôn này. À đây stop đây, xong các bác ấn đây thay đĩa sang bên này nhá. À, thay băng sang này nhá. Đấy, vào bên này đấy, cắn vào xong các bác ấn play là nó chạy luôn. Đấy. Tăng âm lượng này. Đấy, đây. Tăng lên nó xoay các nhá. Đây, em sẽ thử cả đường line cho các bác luôn. Đây. Tiếng của nó cực kỳ hay các bác nhá. Đây. Em này thì CD em thấy có chạy nhưng về các bác phải thay mắt đi rồi. Đấy. Còn hai cửa băng cassette chạy hết này, radio ngon ngon này, cả khiển luôn này. Tình trạng của nó, hình thức của nó thì quá đẹp luôn các bạn, xuất sắc luôn, gần như 99%. Một em Victor GCX9 này, bên em đang chào bán với giá là 1.800.000 các bác nhá, cả khiển luôn, zin luôn, theo đây luôn. Bác nào ưng thì liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0968 634 298 các bác nhé. Đấy. Cực kỳ hot một em này. Đấy. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi ủng hộ kênh. Xin chào các bác và hẹn các bác ở những video tiếp theo.